Hương Thơ xin được trở lại với phần điện ảnh Á Châu trong chương trình Điểm phim của Sài Gòn TV. Bộ phim kế tiếp có tựa là Woman Who Flirt, là tựa của bộ phim vui nhộn của Trung Quốc do đạo diễn Ho Chong Pang chỉ đạo. Phim có sự tham gia của nhiều tên tuổi nổi tiếng như là Huỳnh Hiểu Minh và Châu Tấn. Nội dung phim kể về mối tình tay ba hết sức thú vị với những tình huống hài hước nhưng cũng đầy kịch tính giữa một anh chàng và hai cô gái đặc biệt. Trương Tuệ là một cô gái có cá tính mạnh mẽ và rất thích ăn mặc như các chàng trai. Sau khi phải lòng anh chàng học cùng lớp tiểu cung, cô đã quyết định thay đổi bản thân để trở thành một cô gái yếu đuối dịu dàng và đầy nữ tính. Nhất là từ khi có sự xuất hiện của hoa khôi bội bội chen chân vào giữa hai người. Sự thay đổi này cũng là một quá trình khó khăn đối với cô nàng này. Now, she's working with the best flirts in the game. 正所谓人靠衣装，马靠鞍. To learn a few new tricks. Nhưng cũng nhờ bội bội mà Trương Tuệ mới quyết định thay đổi. Và từ phong cách tomboy sang nữ tính dịu dàng, cô cũng quyết tâm khổ luyện kỹ thuật nhõng nhẽo để có thể lọt vào mắt xanh của anh chàng tiểu cung. Và rồi anh chàng tiểu cung sẽ có sự lựa chọn như thế nào? Cá tính tomboy hay là nữ tính dịu dàng? Hay chỉ có những cô gái dịu dàng nũng nịu mới giành được vận may trong tình yêu? Xin dành cho quý vị nào muốn đi xem phim nhé. Phim này dài 1 tiếng 37 phút và được MPAA xếp loại PG-13.反而在台湾泡了个台妹，你说这口气我怎么咽得下？既然台湾女生这么爱撒娇，我们就以其人之道还治其人之身，用撒娇把小公主抢回来。至此的行动代号是撒娇女人最好命。我最讨厌她一边跟我在一起，一边又对你那么好。当下就决定要偏要跟你争，爱情又不是比赛，哪有输赢的？那些输家的说法，哇，要不要一起看 A 片啊？ 你看就知道是个绿茶婊，人家还有胸呢。跟你说，自拍三大原则：角度、角度、角度。 The Taking of Tiger Mountain, tựa tiếng Việt là Trí Thủ Uy Hồ Sơn, là một bộ phim phiêu lưu hành động võ thuật trong dạng 3D của Hồng Kông do đạo diễn Từ Khắc chỉ đạo, với sự tham gia của Trương Hàm Dư, Lâm Canh Tân, Lương Gia Huy, Đồng Lệ Á, Tô Dực Minh và Trần Hiệp. Nội dung được dàn dựng từ quyển tiểu thuyết nổi tiếng Lâm Hải Tuyết Nguyên của tác giả Khúc Ba được phát hành vào năm 1950, kể lại câu chuyện của những người hùng chống thổ phỉ nơi rừng núi Đông Bắc lạnh giá vào năm 1946. Câu chuyện xoay quanh một đội quân mang số hiệu 203, dẫn đầu bởi Dương Tử Vinh, vai này do Trương Hàm Dư thủ diễn, đã chiến đấu để chống lại các nhóm thổ phỉ Tọa Sơn Điêu, thủ lãnh băng cướp Vulture, người tiếp quản núi Sơn Điêu với 8 thủ lãnh và hàng ngàn kẻ cướp, cộng với vũ khí hạng nặng để lại bởi Nhật Bản sau chiến tranh, bao gồm pháo và xe tăng. Họ liên tục tấn công vào các ngôi làng gần đó và trở thành một mối đe dọa lớn. Vai Tọa Sơn Điêu do Lương Gia Huy đóng. Trong khi đó, đội quân 203 chỉ có 30 binh sĩ với các loại vũ khí nhẹ hơn nhiều. Chỉ có một cách để giành chiến thắng cho trận chiến này là tránh đối đầu trực diện và dùng mưu kế để đánh lừa và đánh bại kẻ thù. Khán giả sẽ được theo dõi những màn đụng độ và đấu trí giữa các chiến binh cùng đám cướp tàn bạo và xảo quyệt. Được biết, đạo diễn Từ Khắc và đoàn làm phim gồm 1.100 người phải lên tận miền Bắc Trung Quốc và đã phải trải qua vô vàn khó khăn gian khổ để qua những cảnh băng tuyết trong nhiệt độ trừ 30 độ C. Thưa quý vị, phim The Taking of Tiger Mountain dài 2 tiếng 21 phút và được MPAA xếp loại PG-13. Thank you.
Detective K Secret of the Lost Island, xin tạm dịch là Thám tử K Bí mật đảo hoang, là tựa của bộ phim hành động Hàn Quốc do Kim Sung-yoon đạo diễn. 왜 온 것이냐? 불량인계가 다시 나타났어요. 사태의 심각성을 모르시죠, 지금? 불량인계가 화폐 질서를 혼란하게 한 없는 자들의 배고픔은 10갑절, 아니 100갑절은 되겠지. 그렇게 잘하는 양반이 이렇게 했다는 게 말이 됩니까? Nội dung bộ phim xoay quanh câu chuyện về thám tử Kim Minh thời Joseon. Năm 1795, thế kỷ thứ 19 của triều vua Cheongju, một số lượng lớn các bạc giả đang rơi vào lưu thông tạo ra mối đe dọa đáng kể cho nền kinh tế. Kim Yong-min thủ vai Kim Minh, một thám tử tài ba nhất ở Joseon, người sở hữu bộ ria mép ấn tượng và đôi mắt sáng, nổi tiếng có khả năng truy tìm sự thật dù đã được che giấu kỹ càng nhất. Lần này thì thám tử Kim Minh được nhà vua giao nhiệm vụ là phải điều tra thủ phạm đứng đằng sau sự việc và đã vô tình vén lên bức màn bí ẩn về hoạt động sản xuất bạc giả với sự giúp sức của Seo Pin do Oh Dan-soo thủ diễn. Một vấn đề mà họ cần giải quyết ngay lập tức là vụ án phân phối bạc giả bất hợp pháp. Lần này cũng với trí thông minh của mình, Kim Minh và người cộng sự Seo Pin đã theo đuổi đến cùng từ trên đất liền ra tới biển khơi và để khám phá những bí mật để tìm ra manh mối cho vụ án. 이제부터 제대로 보여주마. 안 좋아 보이는데 의회나라도 한번 가보시는 게. 괜찮다. 내 몸 내가 잘한다. 그 아무것도 모르시는 것 같아서. 그 괜찮대로 자꾸 니놈이야. Phim thám tử K Bí mật đảo hoang sẽ là một món ăn lạ miệng cho những khán giả yêu thích phim Hàn Quốc. 왜 온 것이냐? 불량인계가 다시 나타났어요. 사태의 심각성을 모르시죠, 지금? 불량인계가 화폐 질서를 혼란하게 한 없는 자들의 배고픔은 10갑절, 아니 100갑절은 되겠지. 그렇게 잘하는 양반이 이렇게 했다는 게 말이 됩니까? 그곳에 불량은의 실마리가 있다. 작전은요, 제압하고 담을 넘는다. 총 있는데? 저거 빈총이야. 총알 값이 얼만데 너 같으면 진짜 함부로 쏘겠냐? 죽을뿐이 그거 막 쏘네. 아니 이 여자애도 시체만 그냥 하나씩 떠내려오는 지원. 이 아이는 불량원을 만드는 데 이용된 것 같다. 그러니까 우리가 뭔가를 해야 된다니까요. 뭐 했어? 뭐라도 했냐고. 아주 더럽게 밝혀 하여튼. 조심하거라. 보통 여자가 아닌 듯입니다. 언젠간 더 놓고 얘기할 날이 오겠지. 얄궂은 노비 딸년 때문에 모가지를 그러겠다고. 제비하거라. 이제부터 제대로 보여주마. 안 좋아 보이는데 의회나라도 한번 가보시는 게. 괜찮다. 내 몸 내가 잘한다. 그 아무것도 모르시는 것 같아서. 그 괜찮대로 자꾸 니놈이야. Trong mục mỗi tuần một nhân vật điện ảnh, Hương Thơ xin mời quý vị và các bạn tìm hiểu về Vince Vo, là một diễn viên điện ảnh nổi tiếng với dòng phim hài hước. Anh cũng là một nhà biên kịch, nhà sản xuất và là một nhà hoạt động. Tên thật là Vincent Anthony Vince Vo, sinh vào ngày 28 tháng 3 năm 1970 tại Minnesota, năm nay 44 tuổi, cao 6'5". Mang nhiều dòng máu của Lebanon, Ý, Anh, Irish, Scottish, Thụy Điển và Đức. Mẹ anh là một nhà địa ốc stockbroker, từng đứng đầu trong danh sách của những người quản lý tài chính tài giỏi nhất do tạp chí Bloomberg World Magazine bầu chọn. Cha anh là một nhân viên bán hàng cho một công ty sản xuất đồ chơi. Vince là con trai út và anh có hai người chị lớn. Cha mẹ anh ly dị khi anh lên 21 tuổi. Vince Vo đã được tiếp cận với sân khấu kịch nghệ khi còn nhỏ và quyết định bước vào sự nghiệp diễn xuất vào năm 1987 trong các phim truyền hình. Looking good, huh? This is an excellent cafe called Caviar. And it's downstairs, and it's great for people watching, and William Dafoe comes there sometimes. Well, that's good. Where are you gentlemen from? I'm from out of town. Yeah. Here's the key to the mini bar. Oh, great. Is that for this here?
Rudy là bộ phim điện ảnh đầu tiên của Vo. Tuy không được đánh giá cao nhưng đã giúp cho quan hệ giữa Vo cùng với bạn diễn trong phim của anh là John Farrow trở nên thân thiết. Và vào năm 1996, Vo đã có được một vai diễn đột phá trong bộ phim ăn khách Swinger do Farrow làm đạo diễn. Trong 16 năm tiếp theo, bộ đôi này đã hợp tác cùng nhau thực hiện hàng loạt các dự án lớn nhỏ bao gồm cả Made the Breakup for Christmases và Couple Retreat. Let's see here. That's all right. Let's see it here. That's all I got. You got change for 100? I don't. Not on me, sir. Okay, bring me back 80. Are you sure? Go on. You know what we're doing. Thank you very much, sir. So how is it? So I know. I'm sorry. What kind of room are we looking at now that this happened? All the suites are about the same. Yeah, sir. Okay. Look, I don't have a lot of time to negotiate. I know you got fish to drop off probably or whatever you got to do. What are we looking at? Honestly, the suites are about the same. If you bring me back 60, does one suite look better than the other suites? Hi, girls. Uncle Bobby here. I can't hear you. It's got a suite as we have. Unless you want two bedrooms. Steve, would you like two bedrooms? No, that's cool. Blow that off. Just make sure I get back the original 80 then. At this point, I want back the 80. But the 20's for you, Captain. Thanks for showing us up. Thank you very much. Thanks a lot, man. Trong suốt sự nghiệp diễn xuất của mình, Vince Vaughn đã liên tục để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả. Các bộ phim đáng chú ý của Vince Vaughn bao gồm có Swinger, A Cool Dry Place, Return to Paradise, Tom Sucker, South of Heaven, West of Hell, Into the Wild, Psycho, The Cell, Domestic Disturbance, The Lost World, Jurassic Park, Old School, Dodgeball, A True Underdog Tale, Wedding Crusher, The Dilemma, Fresh Class, Watch, The Internship, và mới đây nhất là phim Unfinished Business mà Hương Thơ có giới thiệu ở phần đầu. Không hề ngủ quên trên vinh quang, Vince Vaughn đã sáng lập công ty sản xuất Wild West Picture Show. Quay sang đời sống tình cảm, Vince Vaughn bắt đầu hẹn hò với vợ cũ của Brad Pitt là nữ diễn viên Jennifer Aniston, bạn diễn của anh trong phim The Breakup vào năm 2005. Trong mùa thu năm 2006, Vince Vaughn đã đệ đơn kiện chống lại ba tạp chí lá cải, cáo buộc họ tội tung tin thất thiệt cho rằng anh đã không chung thủy với Jennifer Aniston. Vaughn và Aniston đã chia tay vào tháng 11 năm 2006, cho dù anh đã cầu hôn với Jennifer với chiếc nhẫn kim cương trị giá hơn nửa triệu Mỹ Kim. Lý do hai người chia tay là vì Vince Vaughn chưa muốn từ bỏ cuộc sống độc thân tự do và anh thấy lo sợ khi thấy cuộc sống của Jennifer quá ngăn nắp, thích kiểm soát người khác và luôn bị giới săn tin vây quanh. Why would you want 12 lemons? Because I'm making a 12 lemon centerpiece. So no one's actually even eating them, they're show lemons? Yeah, they're just show lemons. Shown in the center of the table. Glad you find that amusing, but I cannot fill a vase with only 3 lemons. Well, can't you just use like maybe a drinking glass? I could use a drinking. You can have a smaller version of a centerpiece. I'm not going to use a drinking glass for our centerpiece. You know what? I got an idea. Why don't we go ahead and scratch the centerpiece idea altogether? Because the chicken that burnt my mouth could maybe use a little bit of lemon on top of it. Guess what? Now we made a better meal versus something visually nice to look at. Trong tháng 3, 2009. Vince đã đính hôn với một chuyên viên địa ốc gốc Canada tên là Kyla Weber. Vo và Weber đã kết hôn vào đầu năm 2010 tại Illinois và họ đã có với nhau 2 người con. Anh cũng xuất hiện tại một số buổi lễ nhậm chức và từng ủng hộ ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa Ron Paul trong cả 2 cuộc bầu cử năm 2008-2012. Sau khi Mitt Romney giành được sự đề cử của Đảng Cộng Hòa vào năm 2012, Vince Vo cũng đã tuyên bố sẽ ủng hộ ông. Vince Vaughn là nam diễn viên kỳ cựu, có thể nói là một trong những nhân vật đa năng nhất của làng giải trí. Anh góp mặt trong hàng loạt các dự án, từ những bom tấn có kinh phí sản xuất khổng lồ cho đến những án phim độc lập quy mô nhỏ. Cảm ơn Vince Vaughn đã mang đến những tiếng cười vui nhộn từ những bộ phim anh xuất hiện. Do you know what I mean? Yeah, I think what you got to do now is really think hard. Because you have to find somebody. It can't be traced back to either of us to visit this guy. Who are you talking about? The guy came with her. I don't need anything to happen to the guy. But if they could trace him back to either one of it's us. It's not about him. I don't care about it's the problem. The guy's he's not they're not dumb. Cops are smart, trust me. Yeah, but he's not a problem to me. Right. Listen to me. Promise me that you're not going to do anything. I got you. Và đó là Vince Vaughn trong một mỗi tuần một nhân vật điện ảnh. Hương Thơ và chương trình Điểm Phim của Sài Gòn TV xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Và xin hẹn gặp lại lần sau. Xin kính chào.